một con xe mà khi em quay quay lên hình cái hình đầu tiên này của anh chị cũng đã đón là xe về đúng không? Nó rất là hot trong thời gian vừa qua luôn và hiện tại bây giờ vẫn rất là hot, rất là bắt mắt nha. Đấy, đối với tình trạng mà xe này á, thị trường có rất là nhiều vấn đề của anh chị. Đấy, Kia Mazda Taco thì không có tình trạng mà mua bia cầm lạc, nhưng mà quý anh chị phải chấp nhận bỏ ra số tiền phải cao hơn một ít, gọi là lạc, để mua xe lướt có sẵn trong ngay. Tại vì sao? Tại vì những khách hàng mà những người mà kinh doanh xe đã qua sử dụng xe lướt á, thì họ sẽ đặt hàng sớm và khoảng chờ thời gian. Thì quý anh chị không cần phải chờ thời gian, có xe sẵn đi lướt vô ngay thì chịu thêm chi phí nó cũng không đáng kể bao nhiêu. Nhưng mà những người mà khách hàng mà một khi mà đã xác định mua rồi thì cái số tiền không đáng là gì, nghĩa là không đáng kể bao nhiêu. Đấy, thì trước mắt quý anh chị đây là một con xe cực kỳ hot luôn. Kia Carnival bản này là bản bản rất là nhiều để quý anh chị tin dùng luôn, bản Signature, bản dầu nha quý anh chị, bản 7 ghế nha. Đấy, trên Kia Carnival thì nó sẽ có 5 phiên bản, bản Luxury nè, Luxury 8 ghế, Renium Renium nè, Signature, Signature 8 ghế, Signature 7 ghế. Trên bản này là bản Signature 7 ghế nha, và một bản nữa là động cơ xăng 3.5 3.5G. Đấy, thì con xe này là bản gần như là bản cao, bản này là bản cao cấp nhất của dầu rồi đó. Đấy, động cơ 2.2 cho ra công suất khoảng 199 mã lực, đi rất là êm luôn nha quý anh chị. Đấy, và đặc biệt là màu trắng nè, biển số sẵn thành phố 44146, rất là dễ nhìn luôn. Trên công nghệ con này á, thì coi miên man luôn, chắc em lướt nãy giờ em lướt đầu xe quý anh chị xem nhiều rồi đúng không? Đấy, tại vì em phải nói cái vấn đề con xe này rất là nhiều luôn. Quý anh chị rất là bận tâm đến con xe này, tại vì rất là nhiều vấn đề, thì chủ yếu là có xe sẵn thì lướt vô ngay. Đấy, và cái giá niêm yết đó là 1509, thì lăn bánh biển thành phố luôn là 1682, thì con xe này đi lướt 8.000 km, giá bên em đang chào bán là hơn 1,5 tỷ xíu thôi nha. Đấy, chính xác là còn thiện chí thì em bớt cho anh chị thấp hơn 1,5 tỷ luôn, để anh chị thiện chí có xe sẵn đi Tết trong ngay. Và đặc biệt là thời điểm này mua xe lướt nè, thủ tục xe tờ sang tên nè, về đi đi Tết rất là tiện nha. Đấy thôi, không lòng vòng nữa, thì lên hình nãy giờ giới thiệu sơ qua về vấn đề mà cái vấn đề của cái con xe này nhiều rồi, thì em đi vào chi tiết cho quý chị xem. Đấy, cam 360 bốn mắt cảm biến đầy bị led rất là nhiều luôn. Màu trắng thì rất là nhiều được quý anh chị tin dùng, với lại trên thị trường em thấy là màu xanh carbon size với màu trắng là được quý anh chị khách hàng mua rất là nhiều. Đấy, mâm rất là lớn luôn, mâm to bản, mâm Michelin, đó Michelin là rất là êm nha. Đấy, mâm 19 anh, chắc chắn là vỏ zin theo xe mới đi 8.000 km à, xíu em quay ô đồ cho anh chị xem. Đấy, bốn hình đĩa trước sau có bệ bước, phim cách nhiệt, ốp tám cửa, xe che mưa đầy đủ luôn. Nói chung thì con xe này nó keng cọp chưa qua dọn rửa lại là em lên sóng liền để phục vụ anh chị xem nha. Đấy, có hơi bụi xíu, chưa dọn rửa là nước sơn si thì chắc chắn này nguyên zin từ A tới Z, chưa dầm tốt gì hết, thì bên em cam kết là giấy tờ nhân bản xe chuẩn nguyên zin nha. Đấy, thì có rất là nhiều anh chị thắc mắc hỏi, ở trên thị trường xe mà sao có những con xe mà đi ít vậy, thì những anh chủ mua xe này thì họ cần vốn gấp nên là họ để lại bên em để phục vụ công việc khác, chứ không phải là xe có lỗi gì mới bán nha anh chị. Bên em cam kết bằng giấy tờ nhân bản cho anh chị luôn. Đấy, có cổng sạc nè, bản là bản nâng cấp của Serena, nói chung là khoang ghế thứ hai ba rất là rộng rãi luôn, thoải mái vô tư dùng nha. Đấy, đàn em của Serena rất là tiện luôn. Động cơ là động cơ 2.2 dầu, thì Long Quanh mới có hao nhiên liệu này, rất là tiết kiệm nha. Đây, 5 lít 9 ngoài đô thị và 6 lít 8 là kết hợp, 8 lít 4 đường trong nội ô nha. Đấy, con xe này phải nói là mua về kinh doanh dịch vụ rất là tiện luôn. Hiện tại công ty và cái những khách hàng web á, thì khách hàng web thì yêu cầu cái kiểu dáng của Carnival rất là nhiều. Thì những hôm trước khách em hỏi á, thì hỏi về Serena nè, Serena thì thậm chí là họ cũng đã chuyển dần sang Carnival nha, tại vì khách hiện tại nhu cầu cực kỳ cao nha quý chị. Đấy, không phải như Fortuner hồi xưa là xe dịch vụ đấy, nhưng mà bây giờ họ chuyển sang ghế nè, rồi là ghế thương gia luôn. Đấy, ghế da màu nâu khói đen rất là kèn cọp luôn, đấy rất là sáng, xứng đáng xứng tầm với ông chủ luôn. Đấy, cửa sổ trời dàn lạnh, đèn đóm đầu đầy đủ luôn. Đấy, bệ thì tai đầy đủ vô tư, rất là thoải mái nha. Em không hiểu là cái thiết kế 7 ghế này thì nó hàng ở giữa, nó đi ra hàng thứ ba kiểu gì,
không lẽ đeo nha quý anh chị, thì quý anh chị cùng comment cho Đổi cho em cái cách phương án nào mà đi ra hàng thứ ba tiện nhất, thì cùng comment cho Đổi ý kiến em nha. Em cũng không thích biết thắc mắc là cái phương án mà đi như thế nào cho nó tiện nhất đấy. Trước mắt thì con xe này hàng ghế thứ hai vẫn được chỉnh điện đây, đây chỉnh điện nha, chỉnh điện rất là nhiều nút bấm điều chỉnh hướng ghế luôn, thì em thấy là có thể là bắt tiện hơn so với đi hàng thứ ba đó. Nhưng mà không sao, xe chủ yếu phục vụ một chủ khách VIP hàng thứ hai thôi, không vấn đề gì đấy. Cổng sạc trên ghế nè, đấy ông chủ có thể điều chuyển cái hướng ghế phụ được luôn. Đây, em chỉnh cho quý chị xem đấy, thường là ông chủ ngồi phía bên đây nha, ông chủ ngồi phía bên đây, còn khách của ông chủ thì ngồi bên đây đấy. Rồi không lòng vòng nữa, mình đi vào cái khoang tài xế. Thường thì chạy trên kênh Evo thì họ nói là họ tài xế nhiều quá chị, chứ là nói chủ lắm. Tại con xe này để phục vụ cái hàng gia thế thứ hai là chính, nhưng mà có những khách hàng mua xe này về dùng gia đình đấy, dùng gia đình rất là nhiều. Nói chung xe phục vụ gia đình, xe đó là đáp ứng mọi nhu cầu luôn đấy. Trang bị ghế điện, hai vị trí nhớ ghế đấy, thằng này là mở cửa phía sau luôn nè đấy, có tắt tắt mở cửa để tránh trường hợp mà trẻ em trẻ nhỏ đi lên xuống rồi rất là nguy hiểm nha. Cân bằng điện tử, kiểm soát cân làn đường, kiểm soát đi làn đường quá chị đấy. Đây hệ thống tính năng này rất là nhiều luôn nha, đây chị kiểm tra xem rất là nhiều luôn. Tại vô lăng thì rất là ken cọp luôn, rất là nhiều nút bấm, nghe nhạc, đàm thoại, gắn tay, cruise control, cân bằng làn đường nè đấy, bảy số sau vô lăng đấy. Màn hình thì màn hình tràn viên từ trước ra sau luôn, rất là tiện nha. Nói chung công nghệ trên con xe miên man. Phần này phần cảm ứng nè, đèn nổ start off, điều hòa tự động hai dùng độc lập, sạc không dây đấy, củ số nè, lẫy số nè. Em nãy giờ em tìm hiểu là em chưa hiểu ra cái vấn đề mà chuyển sang lẫy số bán tự động là lẫy số sau lăng đây quý anh chị. Thì quý anh chị hiểu cái cách mà vận hành của chuyển sang lẫy số sau lăng thì cùng comment cho Đổi với em nha, cùng comment cho Đổi bên dưới. Thì xe vừa về em sắp máy quay ra liền, em chưa tìm hiểu kỹ cái vấn đề mà số này thì chưa cái hiểu cái cách mà nó sử dụng cái lẫy số như thế nào nha, thì cùng comment cho Đổi với em để em hiểu hơn nha. Đấy. Nói chung thì bên em rất là nhiều xe, xe này vừa về thì có rất là nhiều xe nên là em chưa tìm hiểu kỹ nữa, thì trao đổi với em để biết thêm thông tin nha. Đấy có ba chỗ lái đầy đủ luôn, bốn chứ, Eco, Sport, Smart và Normal đấy. Mỗi khi mà chuyển hướng qua thì cái màn hình nó thay đổi thiết kế rất là sắc nét nha, đáp ứng đủ cái theo cái tiêu chí của cái chế độ lái đó. Phanh tay điện tử, auto hold, sấy ghế, sấy vô lăng, cảnh báo va chạm, ba cam 360, miên man luôn, có sẵn cam hành trình nè, hai cửa sổ trời riêng độc lập nha. Đấy tổng thể nội thất con xe này, ô đô nãy giờ em quên, ô đô 8.906 km nha, anh em cam kết bằng giấy tờ văn bản ô đô chuẩn zin nha. Xe chưa go live xong cái phần quan trọng em quên giới thiệu với anh chị, đây nói về cái con xe này rất là hiếm hàng trên thị trường nên lâu lâu về một xe này em giới thiệu tổng thể nội thất cho anh chị xem kiểm tra trước. Đấy, quên cái phần ô đô của anh chị kiểm tra đấy, tổng thể anh chị xem rất là ken cọp luôn, sáng không có dấu hiệu gì nha, chưa có dấu hiệu xuống cấp gì hết, chắc chắn là mới đi có 8.900 km à. Thôi không dài dòng nữa thì được đó, thì em mời quý anh chị lên xem kiểm tra lái thử xe test hãng đầy đủ thoải mái nha. Đấy bên em cam cấp bằng giấy tờ văn bản hết cho quý anh chị luôn, để em đi vào chi tiết phần động cơ cho quý anh chị kiểm tra xem nha. Đấy rồi mình cùng đi vào chi tiết dưới nắp capo là khối động cơ 2.2 cho ra công suất 200 mã lực đấy, rất là bụi. Thì xe vừa về em chưa dọn rửa khoang 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 máy nữa, thì quý chị thông cảm nha, em xách máy quay quý chị liền để phục vụ quý chị là người xem đầu tiên, kiểm tra chi tiết nhất xe nguyên bản nhất thu từ nhà khách về đấy. Quý chị xem dây Google đang quay nè, máy nổ cực kỳ êm luôn, dọn rửa lại như là xe mới luôn đấy, dọn rửa xịt cái dọn rửa lại là như xe mới hoàn toàn luôn. Đây quý chị kiểm tra xem, có máy kêu chỉ mới nói là nguyên zin nha, tất cả các xe bên em bán ra thì đều cam kết chất lượng tuyệt đối đến tay quý chị luôn, xe không đâm đụng tai nạn thì kích, hồ sơ pháp lý rõ ràng và test hãng tàu quá. Nếu như quý chị ở xa xem được video của em á, nhớ cho anh ta alo trong đích sớm nhé, em sẽ gửi cho quý chị hình ảnh chi tiết nhất qua Zalo để quý chị kiểm tra theo dõi và video luôn đấy. Nếu như alo cho em hỗ trợ chỉ cần cọc ở tỉnh xa thì cọc 20-30 đấy, em sẽ hỗ trợ giao xe tặng nhà, kiểm tra test hãng đầy đủ không phun tiền nha. Bên em bán xe uy tín và cửa hàng bên em thì đặt tại thủ đất 642 quốc lộ 13 nha, kho bãi bên em 50-60 xe, hiện tại xe này khách cọc online không nghe nhau quý chị ấy, chờ ngày đẹp giao xe thôi chứ không phải là kho bãi bên em nhiều là tồn nhiều nha. Đấy những xe này khách cọc online chờ ngày đẹp giao xe full tiền thôi nha. Đấy rồi tổng kết lại luôn, trước mắt quý anh chị đây là một con Kia Carnival bản Signature 7 ghế nha. Bản này thì rất là nhiều quý anh chị mà chạy dịch vụ á hoặc là đi gia đình cũng rất là ok, tại vì bản dầu mà động cơ dầu
Bản này thì rất là nhiều anh chị mua để chạy dịch vụ nè. Hiện tại cái những tệp khách hàng mà công ty á yêu cầu Carnival rất là nhiều nha, thì nên cân nhắc alo trong rất sớm nha. Hiện tại mua xe thời điểm này giá cực kỳ mềm luôn, thời điểm khoảng 1-2 tháng trước á, thì con này đội lên khoảng 1,6 tỷ, 1,7 tỷ nha, nhưng mà bên em đang chào bán là 1,5 tỷ xíu lún nhẹ thôi nha. Nếu như anh chị thiện chí á, alo trong rất sớm em sẽ hỗ trợ anh chị cái giá thấp hơn 1,5 tỷ luôn đấy, cho anh chị tham khảo thoải mái vô tư, xe có sẵn đi Tết giao ngay đấy. Bản này thì rất là nhiều anh chị tin dùng luôn, rất là đẹp, rất là nét luôn, Carnival khỏi phải bàn à. Chắc chắn là những tệp khách hàng mà mua Carnival đã tìm hiểu rất là kỹ rồi, không phải em giới thiệu tổng thể như là nãy giờ mà em đã trao đổi đến quý chị nha. Đấy. Rồi, cảm ơn quý chị đã quan tâm theo dõi nha. Nhớ cho em xin một like, subscribe cũng như comment ý kiến chia sẻ quan điểm của anh chị nha. Thì cần tư vấn xe nào thì cứ alo trong đất thoải mái nha, từ 5 chỗ, 7 chỗ nè, gầm cao, gầm thấp, bán tải, máy xăng, máy dầu, số sàn, số tổng. Đầy đủ tất cả các mẫu mã luôn. Khoảng 50 đầu xe để phục vụ anh chị có xe sẵn đi test giao ngay nha. Đấy, rất là nhiều luôn. Xe bên em chờ rất là nhiều. Đấy, cứ alo trong đất thoải mái em sẽ hỗ trợ cho anh chị cái giá tốt nhất, chi tiết nhất, hình ảnh rõ nét nhất để anh chị tham khảo nha. Mua xe cũ phải xem cực kỳ kỹ nha. Và bên em thì cam kết bằng giấy tờ nhân bản cho anh chị rõ ràng nhất, hỗ trợ trả góp nè. À, cam kết bảo hành cho anh chị thiện chí luôn. Rồi. Bye bye anh chị nha.